Lịch đăng nội dung bao gồm nội dung bạn chia sẻ này, thời điểm bạn chia sẻ và vị trí mà bạn sẽ chia sẻ nội dung. Chào mừng các bạn quay trở lại với Facebook Marketing Ultimate 5.0. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tầm quan trọng của lịch đăng nội dung. Vậy lịch đăng nội dung là gì? nội dung đăng là tất cả những cái gì mà bạn thay mặt cho doanh nghiệp của bạn chia sẻ lên mạng xã hội như bài viết ẩn video tin và quảng cáo lịch đăng nội dung dùng để lên kế hoạch và sắp xếp thời gian đăng bài trên mạng xã hội một cách hợp lý các bạn nhé lịch đăng nội dung bao gồm nội dung bạn chia sẻ này thời điểm bạn chia sẻ và vị trí mà bạn sẽ chia sẻ nội dung khi cân nhắc xem nên chia sẻ nội dung nào chúng ta hãy chú ý đến phân giáo giữa hai loại nội dung khách hàng yêu thích và chủ đề phù hợp với doanh nghiệp của bạn để làm sau đó tạo được cái lịch đăng nội dung nó có được cái sự cảm hứng các bạn nhé và bám sát với cái chủ đề của doanh nghiệp của bạn vậy thì trong cái slide tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp các cái thành phần trong lịch đăng nội dung nhá đầu tiên là chính là nội dung bạn chia sẻ là gì hãy thử sử dụng ba cái loại nội dung sau đây khi bạn tạo lịch đăng nội dung thu hút truyền đạt thông tin và gây hứng thú. Đầu tiên đó chính là sự thu hút. Hãy chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp của bạn, hãy thể hiện những cách mà bạn tri ân cộng đồng hoặc là qua hình ảnh hoặc video cho mọi người thấy được cái cửa hàng hoặc nơi làm việc của bạn. Đây chỉ là cái dạng nội dung thu hút. Tiếp theo là cái loại nội dung về truyền đạt thông tin. Hãy giải thích cho khách hàng lý do khiến sản phẩm dịch vụ của bạn đặc biệt hoặc khác với đối thủ cạnh tranh. Hoặc là bạn có thể bật mí hậu trường của cửa hàng hoặc doanh nghiệp của bạn. Hoặc là bạn có thể hướng dẫn mọi người cách dùng sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp qua hình ảnh hoặc là video, qua các cái file phương tiện. Tiếp theo đó chính là cái loại nội dung gây hứng thú. Thì đây chính là những cái công bố về sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc là những cái chia sẻ về chương trình khuyến mãi uh, giảm giá sắp tới hoặc là đang diễn ra. Các thông báo cho cộng đồng về các cửa hàng mới và sự kiện tất cả những cái đấy nó sẽ tạo nên cái sự hứng thú đối với khách hàng tiềm năng của chúng ta tổng kết lại chúng ta sẽ có ba cái loại nội dung chính chúng ta cần quan tâm ở trên lịch đăng nội dung đó chính là loại nội dung thu hút loại nội dung truyền đạt thông tin loại nội dung là gây hứng thú các bạn nhé và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái ví dụ của bán mai các bạn nhé dưới đây là cách link sử dụng các loại nội dung À, cho cái doanh nghiệp bán máy cái đình của cô ấy đầu tiên là loại nội dung thu hút thì linh sẽ chia sẻ các cái thiết kế mà cô tạo ra trước đây thông qua các những cái bản tin khách hàng tiềm năng sẽ biết nên thiết kế khu vườn riêng của mình ra sao về các loại nội dung truyền đạt thông tin thì linh sẽ tạo ra các bài viết cung cấp nhiều thông tin về các cái giống cây theo mùa cùng với bí quyết về cách trồng cây cũng như là chăm sóc cây trong vườn đối với loại nội dung cây thu hút thường thú thì Linh sẽ công bố sản phẩm và các chương trình khuyến mại mới chẳng hạn như đợt giảm giá cho hoa hồng hoặc là được các cái đợt giảm giá cho các cái dụng cụ làm vườn chẳng hạn thì đây là những cái nội dung có thể sẽ gây hứng thú với khách hàng tiềm năng của Linh tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái giai đoạn thứ hai đó chính là thời điểm đăng như thế nào cho hợp lý thì khi bàn tạo lịch đăng nội dung hãy tự hỏi mình như sau khi nào thì nhiều khả năng nhất khách hàng sẽ lên mạng mình lấy ví dụ là trên Facebook thì sẽ có những khung giờ vàng để cho các bạn đăng ví dụ như là 8 giờ sáng 11 rưỡi đến 12 giờ trưa đấy hoặc là 20 giờ tối buổi tối thì là thời điểm mà khách hàng hay họ thường xuyên lên mạng nhất thì các bạn có thể cân những thời điểm đấy để có thể đăng bài tăng cái khả năng tiếp cận của bài đăng đối đến với khách hàng tiềm năng và các bạn hãy trả lời câu hỏi thứ hai đó chính là khi nào mình có thể có nhiều thời gian nhất để đăng và theo dõi phản hồi và các bạn trả lời câu hỏi thứ ba để chính là ngày giờ nào là phù hợp nhất với mình để có thể thường xuyên đăng nội dung vào khi đó. Chúng ta hãy cùng xem cái ví dụ của bán máy garden ha. Lính chủ sở hữu của bán máy garden biết khách hàng của cô là những người bận rộn, thường chỉ lên mạng sau khi hoàn thành công việc trong ngày. Doanh nghiệp của lính nhiều việc vào dịp cuối tuần, còn các ngày thứ ba, thứ năm là thời điểm trồng cây. Lính quyết định đăng 3 lần trên mỗi tuần vào thứ hai thứ tư và thứ sáu những thời điểm mà doanh nghiệp của cô có thời gian rảnh để có thể à, thực hiện việc đăng bài cô sẽ thử nghiệm đăng bài vào các thời điểm khác nhau trong ngày nhất là vào buổi chiều vào đầu giờ tối để cố gắng tiếp cận những khách hàng khi họ online đây chính là lính sau khi trả lời được ba câu hỏi này thì lính đã đưa ra quyết định cho việc đăng bài của mình tiếp theo đó chính là cái vị trí đăng thì chúng ta cũng đã biết được vị trí đăng nó rất là quan trọng Khi bạn tạo cái lịch đăng nội dung Hãy tự hỏi mình để đăng những cái nội dung đó ở trên cái nền tảng nào Đầu tiên hãy hỏi khách hàng về nền tảng xã hội mà họ dùng nhiều nhất Hoặc là xem những cái khảo sát ở trên các cái tổ chức uy tín Học hỏi từ đối thủ cạnh tranh Nếu doanh nghiệp cần trân với bạn hiện diện trên các nền tảng cụ thể Bạn có thể tạo các cái tài khoản trên nền tảng đó Và thực hiện đăng bài ở trên đó Ngoài ra các bạn có thể đăng nội dung giống hoặc tương tự nhau lên nhiều kênh cách này gọi là đăng chéo bài thì ở đây chúng ta sẽ có một vài cái nền tảng ví dụ như Facebook, Twitter, đó, Instagram, YouTube đấy. Sau khi mà tìm hiểu được vị trí đăng, thì Linh đã trả lời và đưa ra phần lớn khách hàng của mình sử dụng Facebook và Instagram nên cô quyết định sẽ chia sẻ nội dung này ở trên hai nền tảng. Thì trong ví dụ của cơ Garden thì Linh thấy rằng cái khách hàng của mình sử dụng cả facebook và instagram chính vì vậy cô quyết định chia sẻ nội dung trên cả hai nền tảng này vậy lý do nên dùng lịch đăng nội dung là gì thứ nhất là nếu chúng ta sử dụng lịch đăng nội dung thì chúng ta có thể thiết lập quy trình tạo nội dung một cách dễ dàng cái thứ hai là chúng ta có thể sắp xếp thời điểm vị trí và cách thức nội dung xuất hiện và cái thứ ba đó chính là liên tục chia sẻ nội dung để khách hàng luôn nhớ đến bạn mỗi khi họ mua hàng và cách bắt đầu hay nhất là sau khi bạn biết nội dung mình muốn tạo cũng như thời điểm và vị trí sẽ chia sẻ nội dung đó, hãy thiết lập một quy trình nhất quán để tạo nội dung. Bạn có thể dành thời gian để làm việc này một tuần một lần, chụp ảnh quay video trong suốt cả ngày hoặc kết hợp cả hai, sau đó lên lịch đăng nội dung và đăng xuyên suốt trong những ngày còn lại của tháng. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn à, cái lịch đăng nội dung và tầm quan trọng của nó cũng như là lý do nên dùng lịch đăng nội dung mình hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn trong việc tối ưu nội dung để đăng bài ở trên các nền tảng mạng xã hội và tiết kiệm phần lớn cái thời gian cũng như chi phí của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo